chào mọi người nhé. Hôm nay mình đi bắt lươn giống nhé mọi người nhé. Đây có khả năng có một con này mọi người. Chỗ nào nó ở thì nước hay đục đục. Sâu quá hay sao? Con này mình không chặn nước thì mình đào thì ít khi đuổi kịp lắm mọi người ạ. Sâu quá. Bắt lươn mọi người. Mùa này là tháng 2, tháng 3 rồi lươn bắt đầu đẻ trứng cho nên là mình bắt đi làm giống ấy mọi người. Bắt lươn thì bắt ở mấy cái chỗ bẩn bẩn như thế này mới có lươn nhé mọi người. Mình phải bắt sống thế này mình lấy đi phối giống mới được mọi người. Rất là to nhá mọi người nhá. Con này là một tháng là chắc có khi nó đẻ rồi mọi người. Rất là nhiều nha mọi người nha. Con này rất là trơn nha mọi người nha. Nó tụt xuống dưới đất này không biết nó tụt. Đây này mọi người. Nó trốn tận đây. Mình làm rơi. Đây, có cá lóc. Ây da.
Được con cá lóc nữa mọi người. Lấy đi đi xuống. Mình rất là thích nuôi lươn cho nên là mình phải đi bắt bắt sống thế này xong là mang đi nuôi tầm khoảng 2 tháng là nó đẻ. Ở cái những cái suối này là có cả con cá lóc này này. Ở đây là dân nó nhà nào cũng khác có ao thì họ không ăn cá mấy nên có cá. Đây là mọi người cho mọi người đồ. À đây rồi. Đây này. Lại được một con nữa mọi người ạ. Lươn siêu to này. Đây. Con này rất là trơn luôn nhá mọi người nhá. Lấy đi nuôi thì tầm một tháng là có giống lươn để bán rồi mọi người ạ. Đây mình bắt được rất là nhiều luôn. Bắt được cả cá này. Đây là mình. Mình bắt cả con này này. Nói chung là cái giống này rất là dễ nuôi nhá mọi người nhá. Thì ở như kiểu ở trong mạng ấy người ta hay lấy cái loại này lấy về nuôi xong rồi người ta nhân giống lên xong rồi người ta bán cho mọi người thì người ta lại bảo là lươn lai này các kiểu nhưng mà thực ra là lươn này là nó tự nhiên thôi. Mình rất là thích nuôi cho nên là hôm nay mình ra bắt mình bắt chỗ này được 4-5 con gì đấy. Lươn này là rất là tốt luôn nhá, mang về nuôi thì rất là sướng luôn. Còn đây là cá mình gọi là cá lóc nhưng mà cái loại này loại bé. Lươn này là lấy về làm lươn giống thì cực kỳ là tuyệt vời rồi mọi người ạ. Mình cứ năm nào đến tháng 2, tháng 3 thì mình cũng phải đi bắt tầm chục con gì đấy về nuôi nuôi để nhân giống lên. Nhân giống lên thì mình nuôi ở trong ruộng cũng được nhé mọi người nhé. Đây mới gọi là lươn tự nhiên này mọi người. Nói chung là lươn thì cũng là lươn nào cũng là lươn thôi. Lươn nào cũng là lươn tự nhiên thôi nhưng mà người ta lấy về nuôi ấy xong là người ta bảo là lươn lai các kiểu nhưng mà thực ra không phải đâu mọi người. Kể cả cá trạch này cũng thế. Bây giờ trên thị trường người ta bán rất là nhiều mọi người. Mình bắt đi nhân giống xong là mình mới lấy con đi bán nhé, mọi người. Cái loại này nhân giống lên cũng được này. Bây giờ là bụng nó cũng rất là căng rồi, có trứng rồi mọi người. Mình lấy đi thả vào ao hay là thả vào những cái chỗ nào ấy. Đây là cái loại nheo lá đấy. Nhưng mà cái loại này không nên nuôi đâu. Nó to nhất là cũng to bằng này. To nhất thì to như con này. Con này mình đập chết rồi. Nhưng mà con này nó như kiểu bạch. Còn cá lóc này thì không phải nói. Cá lóc này thì không ai nuôi đâu. Ở xung quanh đây nếu mà không bắt bắt thì được nhiều. Cá lóc này. Cái loại này là nheo lá này. Con này vẫn còn sống nhưng mà cái loại này thì thịt nó nhão quá không ngon. Mình bắt về nướng cho đứa con nhỏ. Nheo lá này. Cái loại này là trạch bùn này mọi người. Trạch bùn này là rất là khó bắt nhá, nhưng mà những cái chỗ như thế này thì mình lại dễ bắt, còn những cái chỗ mà có đất bùn còn lâu mới bắt được mọi người. Đây mình thành quả của mình đây. Và bây giờ mình còn đi
kiếm chỗ nào nữa, bắt thêm mấy con mang về nhân giống. Mọi người thấy video của mình hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Những cái chỗ này là có lươn rất là nhiều này, có rất là nhiều lỗ đây mọi người. Đây, những cái lỗ này là những cái lỗ của con lươn, nhưng mà không biết máy quay quay được không, nhưng mà có rất là nhiều lỗ luôn. Nhưng mà những cái chỗ này thì mình không bao giờ bắt đâu, bắt rất là khó. Mình đào chỗ này thì nó lại chạy sang chỗ khác rồi. Bây giờ thì mình lại đi tìm. Những cái chỗ này là có rất là nhiều lươn, nhưng mà nhiều nước quá mình không bắt được mọi người. Mình sẽ đi tìm quanh những cái con suối nhỏ ở đây, những cái khe nước nào mà nó lên đẹp trứng thì mình bắt. Lươn này là bây giờ là mình thấy lỗ là mình đào là nó ở trong luôn, và cái mùa này nó đang có trứng trong bụng thì nó toàn ở trong lỗ thôi mọi người. Dưới này là mình thấy một cái vũng, không biết là có không. Mùa này chỗ mình là lươn nó toàn ở mấy cái vũng lầy hay là vũng bẩn bẩn này mới có lươn nhé mọi người nhé. Ví dụ như ở suối này thì nó lại không có, bởi vì mùa này là nó lên đẻ trứng hết những cái vũng này. Mình nghĩ là đây có đấy mọi người. Đổ cái này vào mình tắt nữa.
Ôi dù. Đây. Hai con luôn. Đây mọi người. Có hai con này. Xịt nước tuột. Đây nhá mọi người. Cái ao mà mình nhân giống là ở đây á. Và đây quanh dần. Mình là mình nhân giống ở cái ao này nhá mọi người nhá. Đây này. Những con này là mình lấy về nhân giống này mọi người. Rất là nhiều trứng luôn nhé mọi người. Mọi người cùng đón xem nhé. Trong vòng khoảng 2-3 tháng nữa mình sẽ lấy giống con ra mọi người xem.